có những các cái cây rất là lạ nó mọc trên đá, mọi người có cả lan này. Các cái cây lan mà chỗ nào chỉ có một tí đất là có cây mọc này. Thank you.
đường đi lên cầu Bãi Cháy đi đường nào bác? Hả? Bác có lên cầu Bãi Cháy đi đường nào bác? Cái gì? Bây giờ cháu muốn lên cầu Bãi Cháy này đi đường, đi lối nào lên bác? Đi xuống tận chỗ chỗ bệnh viện bên ngoài ấy. Vâng. Và con lối dây áo trái lên. À, lối bác nhá. Còn đi còn xa không bác? À. Đi còn xa không bác? Đi khoảng 5 cây phút. Nữa. Vâng, cảm ơn bác. Đường ngoài này đúng không? Nó lối quán đầu ấy, giờ cứ lên nó lối khác quán ấy. Vâng.